Trong buổi livestream ngày hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi về nghiệp. Nghiệp là gì? Vòng nghiệp lực là gì? Làm thế nào để chuyển hóa nghiệp? Và những cái cách hiểu mà chúng ta đã từng biết về nghiệp thì có thể được áp dụng vào cuộc sống như thế nào để giúp cho chúng ta có thể giải quyết được những cái mâu thuẫn nội tâm, những cái đau khổ mà chúng ta phải chịu đựng trong cuộc sống. Thì thông thường thì chúng ta nghe về nghiệp rất là nhiều, nhưng cơ bản là từ đạo Phật, phải không ạ? Thế thì trong đạo Phật, những lời dạy của Đức Phật mà được truyền lại qua các vị thầy, các vị sư hay là các cái sách của đạo Phật thì có diễn giải và nhắc nhở hay là truyền dạy cho người đời rằng nghiệp là những cái nghiệp tốt, nghiệp xấu trong quá khứ làm nên cái hoàn cảnh của hiện tại. Ví dụ như là chúng ta gieo nghiệp xấu ở trong quá khứ thì bây giờ chúng ta gặp những cái hoàn cảnh không như mong muốn, rồi là những cái đau khổ mà chúng ta phải trải qua, phải gánh chịu để trả nghiệp. Hay là nếu như chúng ta gieo nghiệp tốt trong quá khứ thì chúng ta có sự may mắn và cuộc sống dễ chịu, mọi điều kiện thuận lợi cho chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Thì về cơ bản thì cái kiến thức mà chúng ta biết đến về nghiệp là như vậy. Và chúng ta thường nhận được những cái bài học qua những cái bài giảng, đó là để mà cuộc sống được bình yên, tốt đẹp thì chúng ta sẽ hành động tốt hay là gieo nghiệp tốt. Đó là làm những cái việc thiện này, rồi là xấu. Và chúng ta thường hiểu rằng nghiệp đơn giản đó là muốn gieo quả tốt thì hãy gieo nhân tốt, tức là luật nhân quả, nhân nào sẽ ra quả đấy. Và chúng ta đừng có gieo gió thì sẽ tránh được không bị gặt bão, đúng không ạ? Thì đây là cái cách hiểu mà chúng ta thường hiểu về nghiệp, mà chúng ta nghĩ rằng là nghiệp đơn giản là những cái gì mà chúng ta đã làm trong quá khứ của kiếp trước, nó dẫn đến cái điều kiện không mong muốn, cái hoàn cảnh không mong muốn trong kiếp này. Và nếu như không muốn gặt bão thì chúng ta đừng có gieo gió. Đấy là cái cách hiểu đơn giản mà chúng ta thường là hiểu. Tự dưng bị mất tiếng. Vừa rồi mình có thấy mic bị unmute. Nhưng bây giờ mọi người nghe rõ rồi đúng không ạ? Có thể mình nói lại ngắn gọn một chút, đó là mình vừa mới nói rằng là cái cách mà chúng ta hiểu về nghiệp thường là rất là đơn giản, thông qua cái sự truyền đạt từ sách vở hay là từ những cái vị thầy, vị sư, từ đạo Phật, rằng là nghiệp có nghĩa là những cái nhân quả xấu, những cái nhân quả tốt mà chúng ta gieo vào trong quá khứ nó ảnh hưởng đến hiện tại. Thế thì muốn tránh gặt bão thì chúng ta sẽ tránh gieo gặt bão thì chúng ta sẽ tránh gieo gió, đại khái là như thế. Có nghĩa là làm những cái hành động tốt thì chúng ta sẽ nhận được quả tốt, rồi là tránh những cái hành động xấu thì chúng ta sẽ tránh được nghiệp xấu. Đó là cái cách hiểu thông thường mà chúng ta biết đến, đúng không ạ? Thế thì có một cái vấn đề ở đây, đó là đa số tất cả mọi người trên thế giới này đều không nhớ được kiếp trước. Chúng ta không biết rằng mình đã làm gì trong kiếp trước mà cái hoàn cảnh hiện tại lại như bây giờ. Có thể là như chúng ta mong muốn, có thể là cuộc sống rất là thuận lợi, bình an, thì chúng ta nói ra cho là kiếp trước mình là người tốt, mình làm việc thiện hay là gì đó, nên là mình được gặt cái quả tốt hiện giờ trong hiện tại. Thế còn nếu như chúng ta ở trong những cái tình huống không như mong muốn, những cái nỗi đau mà chúng ta phải chịu đựng, thì chúng ta thường đổ lỗi rằng là có lẽ là nghiệp quả, chúng ta đang phải gánh chịu nghiệp quả của kiếp trước. Thế thì cái cách giải thích hay là cái cách hiểu này thực ra là nó cũng rất là tốt thôi. Đó là giúp cho chúng ta cảm thấy tách biệt ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại, chúng ta không bị quá đau đớn nhấn chìm vào trong nó, mà chúng ta gọi là có một cái cách giải thích có vẻ hợp lý để chúng ta coi nhẹ nó đi, và chúng ta cũng cảm thấy là thôi mình trả nghiệp, hoặc là mình may mắn vì mình trước đây mình cũng hành xử tốt, ví dụ thế, hoặc mình đang trả nghiệp nên là có những cái không thuận lợi thôi, bỏ qua đi, không sao. Thì nó cũng là một cái cách tốt để giúp cho chúng ta gọi là nhẹ lòng bớt đi. Và cái cách hiểu đó thì cũng tốt ở chỗ đó là giúp cho chúng ta
tăng cường làm việc thiện và tránh bớt những cái việc tiêu cực, những cái hành động, những cái suy nghĩ mà cái động cơ nó không được tốt cho lắm, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được những cái mâu thuẫn, những cái đau khổ dằn vặt giữa các mối quan hệ. Và vì thế nên là khi mà chúng ta bắt đầu hiểu về nghiệp, bắt đầu gọi là cố gắng để hành động hay là gieo những cái nhân quả tốt thay vì những cái hành động và những cái nhân quả xấu, thì đó cũng là một cái bước ban đầu rất là tốt và cũng cần thiết để cho chúng ta có một cuộc sống bình lặng hơn, bằng phẳng hơn, bớt đi những cái mâu thuẫn, bớt đi những cái đau khổ sóng gió. Tuy nhiên, cái cách hiểu này chưa đủ. Bởi vì đa số tất cả chúng ta không có nhớ được những cái kiếp trước, những cái nhân quả từ trước. Vậy thì có nghĩa là nếu như chúng ta chỉ đơn giản nói rằng là chúng ta đang phải chịu nhân quả, quả báo của kiếp trước, thì như vậy chẳng khác nào là chúng ta hoàn toàn bị chi phối, hay là chỉ là một cái con rối bị chi phối và giật dây bởi những gì đã trải qua trong quá khứ, trong kiếp trước mà chúng ta thậm chí còn không biết đến. Vậy thì làm thế nào để mà hóa giải được nghiệp? Và nếu như chúng ta chỉ đơn giản rằng là chúng ta sẽ làm việc thiện, đó là không giết chóc, không ăn động vật, rồi là chúng ta sẽ tránh cái việc là nói xấu hay là gây những cái hành động tổn thương cho người khác, thì tất nhiên là nó rất là tốt. Nhưng tại sao mà nó vẫn không giải quyết được? Chúng ta vẫn cứ lặp đi lặp lại những cái tình huống, những cái hoàn cảnh, lại gặp những cái người mà chúng ta lại cảm thấy quằn quại, đau khổ. Hay là nói một cách khác, đó là chúng ta lại rơi vào những cái hoàn cảnh mà giống như là chúng ta vẫn cứ đang trải nghiệm mãi, trải nghiệm xấu mãi. Bởi vì những cái cảm xúc đau khổ quằn quại, những cái nỗi mâu thuẫn nội tâm nó vẫn cứ lặp đi lặp lại, vẫn cứ xảy đến. Vậy thì nếu chỉ đơn giản là giải thích rằng đó là nghiệp quá khứ và chúng ta đang nỗ lực dần để trả nghiệp, thì nó sẽ chưa đủ để giúp cho chúng ta bước ra khỏi đau khổ hay là thực sự hóa giải những cái hoàn cảnh, những cái nỗi đau, những cái môi trường, những cái mối quan hệ mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời. Những cái hoàn cảnh không tốt, không vui, không mà chúng ta không hài lòng, không muốn, không mong muốn, vẫn cứ lặp đi lặp lại. Vậy thì liệu có cái cách giải thích nào và có cái cách xử lý nào đối với nghiệp, liên quan đến nghiệp, mà nó có thể giúp cho chúng ta chuyển hóa thực sự trong cuộc đời này hay không? Chuyển hóa ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ không còn bị kiểm soát trong những cái hoàn cảnh, những cái mối quan hệ, những cái môi trường mà nó khiến cho chúng ta cảm thấy bị động, cảm thấy là chúng ta là nạn nhân, bị tác động bởi cái hoàn cảnh đó, bởi cái mối quan hệ đó, và cảm thấy đau đớn, lúc nào cũng bị động, trong cái thế bị động. Và tại sao mà nghiệp của mình trong quá khứ không biết là như nào, mà tại sao mình cứ phải trả mãi, lúc nào cũng có những cái vấn đề không thực sự như mong muốn xảy ra. Vậy thì trong buổi ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn cách hiểu mà nó dễ dàng chấp nhận hơn này, và nó có tác dụng thực tiễn hơn về nghiệp. Và với cái cách hiểu về nghiệp này, bản thân mình đã vượt qua những nỗi đau. Và nếu như mà nhìn vào cuộc sống của mình thì có lẽ là mọi người xung quanh nghĩ rằng mình rất là may mắn, mình có một cuộc sống khá là bình ổn trong những năm gần đây. Thì sau 17 năm trầm cảm thì mình cũng đã nhận ra rằng là thực ra những cái nỗi đau mà mình trải qua ấy, tất nhiên là nó cũng có lẽ là có một cái sự liên quan nhất định nào đó đến những nghiệp của mình trong quá khứ. Mà vì thế nên mình mới rơi vào cái trạng thái mà gọi là đau khổ quằn quại, rồi là trầm cảm, vân vân. Thế nhưng mà nếu như chỉ hiểu như vậy thôi, nó sẽ không giúp mình thoát ra khỏi nó được. Mình chỉ có là một cái nạn nhân của số phận mà thôi. Thì khi mà mình nhận ra rằng là nghiệp của kiếp này, hay là quả báo mà mình đang nhận ở trong kiếp này, thực ra chúng ta không cần quan tâm đến những cái kiếp trước, mà chúng ta chỉ cần giải quyết được vấn đề ở kiếp này thôi, là chúng ta có thể đủ khả năng để bước ra khỏi những cái vòng nghiệp lực của rất nhiều đời kiếp trước.
Bởi vì khi mà sinh ra ở trong đời kiếp này, chúng ta đã mang theo những nghiệp trong quá khứ, và chúng ta đang sống, đang hành động, đang suy nghĩ, đang bị tác động bởi những cái vòng nghiệp lực của quá khứ đó. Và nó đang có tác động trong thời điểm hiện tại. Nó ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta nhìn nhận, cảm nhận, rồi cách chúng ta phiên dịch, cách chúng ta hành xử và cách chúng ta đối đãi, trả lời lại những cái gì đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại này. Và vì thế tất cả những gì gọi là nghiệp trong quá khứ, nghiệp của những kiếp trước, thì chúng ta có thể hiểu rõ và giải quyết ngay trong thời điểm hiện tại. Thế thì như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ không cần thiết phải tìm hiểu xem là vì sao kiếp trước chúng ta đã làm cái gì, đã gây ra cái vấn đề gì mà bây giờ kiếp này chúng ta phải chịu những cái bất mãn, những cái đau khổ quằn quại, hay là những cái điều mà chúng ta cảm thấy nó không hoàn hảo trong cuộc sống của mình. Mà chúng ta chỉ cần nhìn vào chính mình trong thời điểm hiện tại mà thôi. Thì nhìn vào chính mình trong thời điểm hiện tại như thế nào? Và nghiệp thực chất là gì? Thì nghiệp thực ra là một cái vòng lặp của cách suy nghĩ, hành xử, vòng lặp của những cái niềm tin và những giới hạn trong cách mà chúng ta tiếp nhận, cách mà chúng ta hành xử và cách mà chúng ta và thực ra thì nó không hề mâu thuẫn với cái định nghĩa hay là với những cái cách hiểu mà Đạo Phật đã nói đến, hoặc là cái cách hiểu mà các bạn đã đọc, đã nghe ở đâu đó. Có nghĩa là nó là một cái vòng lặp mà có thể là từ trong quá khứ chúng ta mang theo đến thời điểm hiện tại. Quá khứ đó có thể là kiếp trước, nhưng cơ bản quá khứ đó là ở kiếp này. Đó là bởi vì chúng ta đã sinh ra trong kiếp này, chúng ta mang theo tất cả những cái nghiệp lực từ kiếp trước rồi. Cho nên là chúng ta chỉ cần nhìn vào kiếp này thôi. Cái vòng lặp mà chúng ta có, mà chúng ta bị giới hạn ở trong đó, có nghĩa là từ bé đến giờ chúng ta có những cái niềm tin, những cái giới hạn trong niềm tin mà chúng ta thậm chí không nhìn thấy. Nó khiến cho chúng ta chỉ có suy nghĩ, hành động và phản ứng theo một cái khuôn mẫu cố định. Mình lấy một ví dụ. Ví dụ như là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là ví dụ như chúng ta đi du lịch ở một cái khách sạn. Mình lấy ví dụ này là xảy ra đối với chính cái trải nghiệm của mình. Là đi du lịch ở một cái khách sạn, mà khách sạn này thì trong phòng lại không có tủ lạnh. Thì mình nghĩ rằng là lẽ ra khách sạn là phải có tủ lạnh, đáng nghĩa là lúc nào cũng có tủ lạnh, sao không có. Xong rồi mình lại có một chút cái đồ ăn, bởi vì ăn theo một cái chế độ đặc biệt nên là mình có mang đồ ăn của mình. Nên mình muốn là bỏ vào tủ lạnh để hôm sau ăn tiếp. Thì lại không có tủ lạnh, thì mình mới đến hỏi lễ tân để gửi đồ ăn vào cái tủ lạnh của khách sạn. Và lễ tân nói là thời đại Covid này rất là nguy hiểm, người ta không thể giữ đồ ăn cho mình được. Và vì thế mà mình cảm thấy rất là bức xúc, là tại sao mà khách sạn lại không gọi là giúp đỡ cho mình trong cái hoàn cảnh như vậy. Mình có cái chế độ ăn đặc biệt, rồi là mình chỉ có nhờ cất một chút đồ ăn thế mà cũng không giúp đỡ mình. Rồi là cái hoàn cảnh thì Covid, biết là tình trạng Covid nó không tốt, nhưng mà có một chút đồ ăn mà gói kỹ vậy rồi đâu sao đâu. Thế thì có nghĩa là cái cách mà chúng ta nghĩ, cách mà chúng ta expect, kỳ vọng vào thế giới, rằng là lẽ ra khách sạn là phải nên như thế này, cái người nhân viên là nên như thế này, phải giúp chúng ta, rồi là khách sạn phải có tủ lạnh, vân vân. Ví dụ như thế, tức là cái tại sao chúng ta lại có những suy nghĩ đấy? Bởi vì trải nghiệm trong quá khứ của kiếp này, ngay kiếp này thôi, là trước đây mình đi những cái khách sạn khác, nó lúc nào cũng có tủ lạnh. Đấy là cái tạo nên cái giới hạn trong niềm tin và suy nghĩ của mình, rằng là khách sạn thì phải như thế. Hoặc là những cái người nhân viên thì trước đây ví dụ mình cũng gặp rất là nhiều người nhân viên trong khách sạn, và họ giúp mình là họ rất là nhiệt tình giải quyết vấn đề. Thế thì khi mà gặp một cái trường hợp mà người ta không nhiệt tình, không giải quyết được vấn đề cho mình, thì mình sẽ thấy là nhân viên khách sạn là phải, lẽ ra là phải nhiệt tình, lẽ ra là phải cố gắng mà giúp mình. Tức là mình đã giới hạn cái niềm tin và suy nghĩ của mình trong một cái khuôn khổ, trong một cái khuôn mẫu nhất định mà mình dựa vào những cái trải nghiệm trong quá khứ, và mình chỉ nhìn thấy như vậy thôi. Và tại cái này nó liên quan như thế nào đến nghiệp? Có nghĩa là từ những trải nghiệm quá khứ mà mình giới hạn cái niềm tin của mình vào đó,
Và vì thế mà khi một cái hoàn cảnh xảy ra hay là một cái trigger, một cái vấn đề nào đó nó nảy sinh thì nó khiến cho mình cảm thấy không bị mắc kẹt trong đó, mình cảm thấy rất là bức xúc, khó chịu, thất vọng. Tại sao nó lại không được như ý mình? Tại sao nó lại xảy ra như này? Thì mình là người bị chịu đựng cái cảm xúc đó, mình cảm thấy là khó chịu, tức bực hoặc là nói chung là không hài lòng. Thì cái cảm giác khó chịu đấy nó nằm ở trong chính mình là người chịu đựng cái cảm giác đó, đúng không ạ? Thì khi mà một cái vấn đề rất là nho nhỏ thôi nảy sinh thì cái người chịu đựng cảm giác đó chính là chúng ta. Và tại sao chúng ta lại chịu đựng cái cảm giác khó chịu và không hài lòng đó? Là bởi vì chúng ta chỉ đang gọi là tin vào, dựa vào cái trải nghiệm trong quá khứ mà chúng ta đã tự tạo nên một cái rào cản, một cái bức tường, một cái căn phòng như là một cái nhà tù mà mình ở bên trong đó. Mình nghĩ rằng thế giới phải như thế này, mọi người phải như thế này. Nếu nó không đúng như thế thì mình bị đau khổ. Và đây chính là nghiệp. Nghiệp tức là cái vòng luẩn quẩn mà chúng ta bị mắc kẹt ở trong đó. Chúng ta không tự thoát ra khỏi đó được mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái quá trình này. Thì ví dụ như là mình, nếu như mình không nhìn thấy rằng là mình chỉ đang bị thất vọng bởi chính cái niềm tin, chính cái kỳ vọng của mình mà thôi, thì lần sau mình lại vẫn cứ thất vọng và vẫn cứ đau khổ, đau đáu ở trong đó. Một cái sự việc khác xảy ra mình lại cảm thấy là lẽ ra nó phải như thế này, hoặc là lẽ ra người ta phải giúp mình, phải hành động như thế này thế kia. Tức là lúc nào mình cũng đang có một cái khung niềm tin trong tâm trí của mình rằng thế giới nên như thế này, mọi người cần phải như thế này, phải đối đãi với nhau, phải giúp cho mình được hài lòng, được thoải mái, được bình an, ví dụ thế. Thế thì cái yếu tố nghiệp ở đây chính là những cái trải nghiệm trong quá khứ tạo nên một cái niềm tin giới hạn, và chúng ta bám víu, nắm chắc lấy cái niềm tin đó ở trong đầu mình. Và khi mà có một cái trigger, một cái sự việc nảy sinh, một cái vấn đề không như ý xảy ra, thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi chính cái niềm tin của mình. Nó khiến cho chúng ta chịu đựng cái cảm giác đau khổ dằn vặt mà không tự thoát ra được. Thế thì cái việc là không tự thoát ra được cái cảm xúc này, cái cách mình đánh giá, cái cách mình cảm nhận này, thì đây là một cái vòng lặp, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại ở những cái hoàn cảnh khác nhau, những cái sự việc khác nhau, rồi là những cái trigger, những cái gọi là trigger, tức là những cái yếu tố mà nó tự nhiên làm cho mình bùng phát lên cái cảm giác khó chịu đó. Thì dù là những cái sự việc con người có khác nhau, nhưng cái vòng lặp trong cái cảm xúc bất mãn, thất vọng, rồi không hạnh phúc, không bình an này, nó cứ xảy ra lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong kiếp này và không biết bao nhiêu lần trong quá khứ. Thế thì một cái tình trạng rất phổ biến đó là cái niềm tin mà chúng ta có rằng là chúng ta phải có một công việc khi mà ra trường đại học, khi mà học xong, tốt nghiệp đại học thì chúng ta phải có một công việc. Và sau đó thì là chúng ta phải kết hôn, có gia đình, con cái, rồi là chúng ta phải có nhà, có cửa, có xe cộ, ví dụ thế, có tiền để dành. Thế thì cái niềm tin này, nếu như mà cuộc sống nó vẫn cứ diễn ra một cách ổn thỏa, tốt đẹp, đúng như vậy thì có khi chúng ta không để ý đâu. Nhưng nếu như chúng ta không đạt được những cái thứ mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần có đó, ví dụ như là ra trường rồi mãi không tìm được việc, thì bắt đầu chúng ta sẽ cảm thấy là quằn quại, đau khổ, rồi cảm thấy mất niềm tin, rồi cảm thấy như là mình rất là một kẻ thất bại, rồi là mình cũng bị đánh giá bởi xã hội, rồi là mình không ra gì, chắc là mình không được tôn trọng, mình không được nhìn nhận, vân vân. Thì những cái cảm xúc này thì nó xuất phát từ cái niềm tin của chính chúng ta. Và cái này chính là nghiệp. Chúng ta nghĩ rằng có lẽ kiếp trước chắc mình không tốt quá nên là mình không kiếm được việc. Thực ra có phải là như vậy hay không? Hay là vì cái niềm tin trong chúng ta rằng ra trường chúng ta phải có một công việc, chúng ta phải xin được vào một cái công ty trả lương cao hay là một cái cơ quan nhà nước thì mới là có danh tiếng, có danh phận. Còn nếu như chúng ta mà bây giờ mà đi làm thuê kiểu part time, rồi dạy tiếng Anh hay là làm part time ở một cái nhà hàng thì như vậy không gọi là công việc. Đây là niềm tin giới hạn ở trong đầu chúng ta mà thôi. Và vì những cái niềm tin giới hạn này chúng ta đau khổ quằn quại. Nó không phải là nghiệp của kiếp trước hay kiếp dịch cả, mà nó là cái niềm tin mà chúng ta vẫn đang bị giới hạn, bị tin vào đó. Và vì thế mà chúng ta đau đáu quằn quại chỉ vì là thế giới không khớp với cái niềm tin trong đầu của mình. Thì cái này chính là nghiệp.
tức là chúng ta đang tự lặp đi lặp lại, đang bị bó buộc trong cái nỗi bất mãn, những cái mâu thuẫn, những cái bất mãn trong chính mình, bởi vì thế giới không khớp với niềm tin mà mình đau đáu tin vào, mang theo trong chính mình. Mình thấy có một số comment của mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi hôm nay. Có nhận thấy khổ mới có thể giác ngộ. Andy Trần comment. Đúng vậy các bạn ạ. Khi mà chúng ta bắt đầu nhận thấy đau khổ, chúng ta cảm thấy bí bức, tù túng, chúng ta cảm thấy bất mãn. Bởi vì tại sao cuộc sống lại có nhiều cái nỗi bất hạnh như vậy, hay là có những cái nhiều những cái chuyện mà nó không như ý muốn như vậy. Thì khi mà chúng ta cảm thấy bất mãn, tù túng, thì chúng ta mới mong muốn thay đổi cuộc sống, mới mong muốn thoát ra khỏi cái vòng lặp này, cái vòng lặp của niềm tin, vòng lặp của những cái đau khổ, vòng lặp của những cái nỗi bất mãn. Và chúng ta nếu như chỉ đổ lỗi cho rằng là đó là nghiệp của quá khứ, chúng ta sẽ không giải quyết được. Mà chúng ta cần phải tìm hiểu xem cái niềm tin gì trong mình, cái niềm tin gì mà mình đã sống với suốt bao nhiêu năm cuộc đời này, nó đang giới hạn mình trong cái cảm xúc quằn quại này, cái cảm xúc bất mãn này. Và chúng ta phải thay đổi chính mình để mà có thể thay đổi được cảm nhận và thay đổi được hoàn cảnh. Thì một cái ví dụ nữa điển hình trong cái chuyện mà mọi người nghĩ rằng đây là nghiệp, đó là các cái mối quan hệ mà chúng ta cảm thấy không hài lòng, cảm thấy bất mãn, đặc biệt là quan hệ yêu đương hay là quan hệ vợ chồng. Tức là chúng ta gặp lặp đi lặp lại một mô típ, một cái đối tượng mà thường xuyên chúng ta sẽ end up, chúng ta cuối cùng lại cảm thấy đau khổ, thất vọng trong cái mối quan hệ đó. Ví dụ như là có những người mà hết lần này qua lần khác gặp một cái người bạn đời hay là một cái người yêu hẹn hò thôi, thì đều có một cái đặc tính nào đó mà sau một thời gian hẹn hò, sau một thời gian chung sống chẳng hạn, thì chúng ta mới nhận ra rằng là tại sao mình lại luôn luôn bị người ta, ví dụ coi thường, hoặc là luôn luôn là một cái người yếu thế hơn, hoặc là thậm chí là có những người mà luôn luôn gặp phải những cái người vũ phu bạo hành, lặp đi lặp lại những cái mối quan hệ đó. Thì đây có phải là nghiệp của kiếp trước hay không? Có lẽ là có. Có lẽ là có những cái nhân duyên mà nó đưa đẩy chúng ta gặp lại những cái người này, mà chúng ta cảm thấy có những cái sức hút, có những cái mối liên hệ với họ mà chúng ta cảm thấy khó là dứt ra được. Thế nhưng mà cơ bản nghiệp đó, đó là bởi vì chúng ta có những cái niềm tin chúng ta không tự vượt qua được. Ví dụ như là bây giờ mà mình bỏ người này thì không biết là bao giờ mình mới tìm được người yêu, hoặc là thực ra thì anh này chồng mình cũng tốt, rồi là nếu như mình mà chia tay thì bây giờ 30 tuổi rồi, 40 tuổi rồi thì làm lại từ đầu rất là khó, rồi là gia đình họ hàng sẽ nói sao, đánh giá làm sao, rồi là một mình liệu có sống bình yên hạnh phúc chỉ mỗi một mình hay không. Có một người bên cạnh thì dù sao nó cũng vui vẻ, rồi là hạnh phúc hơn. Có những lúc này lúc kia, có những lúc thất vọng, đau khổ, nhưng mà chắc là có đôi có lứa thì sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Đây là những niềm tin mà đang trói buộc chúng ta trong cái mối quan hệ đó. Và thậm chí là khi mà chúng ta có thể dứt ra khỏi mối quan hệ đó rồi, nhưng chúng ta lại vội vã tìm kiếm một mối quan hệ mới, và rồi lại lặp lại một cái tình trạng, đó là chúng ta lại có những cái nỗi thất vọng, những cái sự không phù hợp, không kết nối với nhau được, và lại có những cái sự ví dụ không tôn trọng, có những cái mâu thuẫn lớn trong cái mối quan hệ đó, bởi vì chúng ta vội vàng tìm kiếm một người nào đó để đồng hành. Và cái điều này xuất phát từ cái chuyện là chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải có một người bạn đời để chúng ta hạnh phúc hơn, và chúng ta được không bị đánh giá bởi gia đình, xã hội. Thế thì cái nghiệp, vòng nghiệp ở đây đó là vòng nghiệp trong suy nghĩ, trong niềm tin giới hạn của chính chúng ta mà thôi. Thì không biết là cái ví dụ này các bạn có nhìn thấy rõ hơn cái nội dung mà mình muốn nói đến về nghiệp không ạ? Thì có lẽ là lấy thêm một cái ví dụ nào đó nữa nhỉ? Các bạn có thể comment cho mình xem là cái cách mà mình giải thích và lấy ví dụ về nghiệp như vậy đã làm rõ được ý chưa ạ? Và các bạn có hiểu được ý của mình muốn nói về nghiệp chưa? Chào anh Quân Phan. Anh là Quân NLUK30. Rất vui được gặp em trên không gian này.
Em cũng rất vui vì anh theo dõi video ngày hôm nay. Và cảm ơn mọi người, những người mà đang theo dõi video này. Và nếu như các bạn cảm thấy video này có ích hay là có một cái điều gì đó mà bổ sung thêm vào cái cách hiểu mà các bạn hiểu về nghiệp, thì các bạn có thể chia sẻ video này để lan tỏa những cái thông điệp này đến với mọi người. Mình muốn hỏi xem là các bạn có câu hỏi gì liên quan đến chủ đề nghiệp và phòng nghiệp và cách mình mỗi người có thể chuyển hóa được nghiệp không ạ? Mình xin phép được đọc comment của bạn Thảo Nguyễn Kiều. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Làm sao để thay đổi cái cảm nhận được? Làm sao để thay đổi cái cảm nhận được ạ? Hay mình phải tập và phải tỉnh và nhận ra đó là nghiệp và chuyển hóa? Thế thì để mà nhận ra được thì đầu tiên chúng ta phải biết được nghiệp là gì. Và chính vì thế mà trong buổi video ngày hôm nay chúng ta đang trao đổi với nhau về cái chủ đề này. Nếu như chúng ta không biết rằng mình đang lặp đi lặp lại một cái thói quen, một cái cách nhìn, một cái cách hành xử dựa trên cái niềm tin giới hạn của mình, nếu như không biết được điều đó thì chúng ta sẽ không bao giờ bước ra khỏi được nó. Và vì thế trước tiên chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết, nhận thức được đó là mỗi khi những cái nỗi đau lặp lại, chúng ta hãy chậm lại một chút. Chúng ta tự hỏi mình rằng là cái vấn đề này có phải là nó đang lặp đi lặp lại, tức là nó đã xảy ra trước đây rồi hay không? Cái cảm nhận này, cái cảm xúc này mình đã trải qua rồi, có phải không? Và nếu như đúng là nó là một cái vòng lặp, tức là cái cảm xúc bất mãn hay là cái cảm xúc thất vọng hay là một cái mối quan hệ mà cái mô típ nó cứ lặp đi lặp lại, thì chúng ta sẽ cần phải dừng lại để nhìn vào, để tìm hiểu xem là đằng sau nó niềm tin của chúng ta là gì, niềm tin giới hạn đó là gì, để chúng ta có thể giải quyết được. Và đúng là như bạn nói, chúng ta sẽ cần có một cái sự rèn luyện. Rèn luyện ở đây là rèn luyện sự tỉnh táo trong chính mình, rèn luyện để mà chúng ta có khả năng nhận biết được trong từng giây phút mình đang nghĩ gì, mình đang nói gì, mình đang hành xử như thế nào. Và cái cảm nhận trong mình nó có phải là một cái kết quả của điều kiện ngoại cảnh, của các mối quan hệ và của những cái gì gọi là sự việc đang diễn ra bên ngoài hay không, hay nó là kết quả của chính cái niềm tin hệ quy chiếu trong chính mình mà mình nghĩ rằng thế giới và mọi người phải trùng khớp với cái niềm tin đó. Và nếu như cái đau khổ dằn vặt của mình mà nó xuất phát từ niềm tin trong cái sự giới hạn niềm tin của mình, thì cái cách giải quyết nó sẽ không bao giờ nằm ở bên ngoài. Nó chỉ có thể nằm ở cái việc là chúng ta phải thay đổi được, bước ra khỏi được cái hệ niềm tin giới hạn của chính mình mà thôi. Và vì thế những cái sự rèn luyện nho nhỏ, những cái bài tập nho nhỏ trong việc là quan sát chính mình, trong việc thanh lọc tâm trí là cách mà chúng ta chuyển hóa nghiệp, hay là cách chúng ta bước ra khỏi những cái vòng lặp và bước ra khỏi cái sự giới hạn của niềm tin này. Mình xin phép đọc comment của anh Nguyễn Hà. Cuộc sống cần có niềm tin chứ, cần hoạch định về tương lai và triển khai, kiểm tra, nếu thất bại thì xem planning bị sai ở chỗ nào. Ai chẳng muốn vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, nếu không có niềm tin thì sao có thể làm được, và đều thất bại thì phải xây lại với niềm tin. Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Nguyễn Hà, tức là chúng ta sống, chúng ta cần phải có niềm tin và chúng ta cần phải có định hướng cho tương lai. Đó là sau khi ra trường mình sẽ đi làm, ví dụ thậm chí cụ thể hơn, mình sẽ làm ở một công việc mà mình thích, ví dụ như là thiết kế, hoặc là mình có thể là làm ở một tổ chức từ thiện, tùy theo cái tiếng gọi trong lòng mình. Và đương nhiên mình sẽ phải có những cái hoạch định, có những cái gọi là định hướng cho tương lai như vậy. Và mình cũng ví dụ như là mong muốn có một người bạn đời bên cạnh. Tất nhiên ai cũng có những cái mong muốn đó và ai cũng có những cái dự định cho tương lai. Và điều đó không có gì là sai cả. Nhưng khi mà những cái sự mong muốn này nó không đạt được như ý và chúng ta cảm thấy đau khổ quằn quại vì nó, đây mới là vấn đề. Còn nếu chúng ta cảm thấy là mình chưa có vợ con không sao cả, hoặc là mình chưa có công việc không sao, mình làm tạm ở quán cà phê một thời gian, hoặc là mình có thể là đi học thêm một cái khóa để vẽ hay là gì đó. Có nghĩa là chúng ta nhìn nhận mọi thứ một cách nó đơn giản và chúng ta không bị quằn quại đau khổ vì nó thì nó không phải là vấn đề. Mà chúng ta khi mà chúng ta bị lặp đi lặp lại cái cảm giác thất vọng, bất mãn, đau khổ này, thì đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết. Và những cái video, những cái bài viết,
và những cái gì, những điều mà mình chia sẻ ở trên page Hành Trình An Yên hay là trên blog hanhchinhanyen.net và YouTube và các cái group của mình thì đều hướng đến việc giúp cho những người đang bị mắc kẹt trong những cái đau khổ, những cái nỗi quằn quại trong nội tâm bước ra khỏi được những cái cảm xúc tiêu cực, những cái nỗi đau đó một cách dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. Thì mình không có ý nói rằng là chúng ta không nên có những cái niềm tin, những cái hy vọng về tương lai để chúng ta khỏi phải thất vọng, mà là chúng ta nhìn nhận nó như thế nào. Chúng ta sống phải có niềm tin, chúng ta sống phải có hy vọng, chúng ta phải có những cái hoạch định cho tương lai, nhưng chúng ta không bị nó chi phối, chúng ta không đánh mất cái sự cân bằng và những cái đức tính, những cái sự tích cực, những cái niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống vì những cái sự lệch pha trong cái việc là sự việc xảy ra về con người trong các mối quan hệ nó không trùng khớp với những cái mong muốn của mình. Chúng ta sẽ không bị chi phối bởi chúng, chúng ta không bị gục ngã, không bị đánh bại bởi chúng, chúng ta không bị quằn quại đau khổ, mang một cái trái tim tan vỡ khi mà những cái điều mà chúng ta mong muốn đó không xảy ra, hoặc là xảy ra một cách hơi khác biệt so với cái mong muốn của mình. Bạn là Ngọc Dầu Lưu. Dạ chị, để xóa và chuyển hóa được nghiệp thì mình sẽ phải rèn luyện mỗi ngày như thế nào? Thế thì để chuyển hóa được nghiệp thì đây là một cái quá trình dài. Tuy nhiên là cái bước ban đầu chúng ta, khi chúng ta nhận biết được rằng là cái vòng lặp của nghiệp này, hay là cái vòng lặp của những cái nỗi đau trong nội tâm này, nó là cái cách mà chúng ta tiếp nhận, cách mà chúng ta hành xử dựa trên cái niềm tin cố hữu và bị giới hạn của chính mình. Và mình đang bị đau khổ bởi vì mình tin rằng thế giới và mọi người cần phải được, phải sống, cần phải tồn tại đúng theo cái cách mà mình tin đó. Thế thì cái việc mà chúng ta cần làm để chuyển hóa nghiệp, đó là chúng ta cần phải gỡ bỏ được những cái niềm tin sai lệch của chính mình. Chúng ta phá vỡ, bứt phá ra khỏi những cái giới hạn này. Và cái cách thức là như thế nào? Cách thức đó là phản biện niềm tin của chính mình. Khi mà chúng ta còn tuyệt đối nghĩ rằng những cái suy nghĩ trong đầu mình, những cái tiếng nói trong đầu mình là hoàn toàn 100% là sự thật và hoàn toàn là đúng. Ví dụ như là vợ chồng là lúc nào cũng phải hòa thuận, lúc nào cũng phải yêu thương, lúc nào cũng phải nói những cái câu ngọt ngào, lúc nào cũng phải, tức là chúng ta có một cái mặc định ở trong đầu rất là cụ thể, rất là chuẩn mực về thế giới, người khác phải như thế nào, sự việc phải như thế nào. Thì khi mà chúng ta vẫn đang hoàn toàn tin vào cái niềm tin của chính mình thì chúng ta sẽ chưa thể nào chuyển hóa được nghiệp. Có nghĩa là chúng ta chưa bứt phá ra khỏi được cái niềm tin giới hạn của chính mình. Chúng ta chỉ nhìn thấy duy nhất một cái mô hình của thế giới theo đúng cái lý tưởng trong đầu mình mà thôi. Mà thực ra thì mỗi người trên thế giới này đang sống với cái lý tưởng riêng mà chúng ta mang trong đầu mình, mang trong lòng mình. Và vì thế mà chúng ta có những cái sự mâu thuẫn với nhau do cái sự không trùng khớp này. Thì cái việc mà chúng ta cần rèn luyện hàng ngày đó là đầu tiên là quan sát chính mình và công tâm. Đó là khi mà mình cảm thấy khó chịu, thay vì việc đổ lỗi cho mọi người và hoàn cảnh xung quanh, thì chúng ta hãy tự hỏi chính mình xem là mình đang tin vào cái niềm tin gì. Bởi vì chính cái niềm tin đó là cái vấn đề, cái nguyên nhân gây ra đau khổ của mình, chứ không hẳn là từ mọi người xung quanh. Thì khi mà niềm tin của chúng ta thay đổi, rồi cách mà chúng ta nhìn nhận thay đổi, thì tự nhiên các mối quan hệ và các cái sự việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta nó cũng sẽ có những cái thay đổi rất kỳ diệu. Cái việc chúng ta cần chuyển hóa đầu tiên đó là cái cảm nhận trong chính mình. Thì có những cái sách về tâm linh mà người ta nói rằng là muốn hạnh phúc thì chúng ta phải hạnh phúc trước, thì thế giới xung quanh sẽ thay đổi. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng là hạnh phúc bằng cách nào khi mà những cái sự việc xung quanh nó rất là khó chịu, rất là xung đột, rồi là trong một cái hoàn cảnh khó khăn thì làm sao mà chúng ta có thể hạnh phúc được. Thì đúng là nói rằng là chúng ta phải hạnh phúc trước thì cuộc sống nó mới êm ấm, rồi hòa thuận được, thì nó cũng là một cái phần gọi là hơi mang tính lý thuyết. Để mà hạnh phúc được thì đầu tiên là chúng ta cần phải nhìn ra được cái nguyên nhân của việc không hạnh phúc là gì. Nguyên nhân của việc mà chúng ta không hạnh phúc đó là bởi vì chúng ta mang trong mình những cái kỳ vọng về thế giới và con người mà chúng ta không chấp nhận được nếu như thế giới xung quanh và mọi người xung quanh họ không đáp ứng được những cái kỳ vọng của chúng ta. Và cơ bản, về cơ bản, tất cả những cái điều mà chúng ta
tin và kỳ vọng về thế giới nó không hoàn toàn là một sự thật tuyệt đối, không hoàn toàn là gọi là ultimate truth, tức là nó có thể đúng với chúng ta, nó có thể đúng với một người, hai người, 100.000 người, nhưng nó không đúng với toàn bộ thế giới này. Có nghĩa là nó không phải là cái sự thật cuối cùng, sự thật tuyệt đối. Và khi mà nó không phải là tuyệt đối thì có nghĩa là có những cái thời điểm, có những cái tình huống mà nó có thể sai. Và vì thế chúng ta cần phải nhìn nhận được rằng là cái niềm tin của mình không phải là tuyệt đối. Có lúc có thể sai, có những cái hoàn cảnh nó có thể sai, mà chúng ta phản biện bằng cách là chỉ ra cho chính mình những cái hoàn cảnh, những cái thời điểm, những cái mối quan hệ mà cái niềm tin của mình có thể là sai ở trong đó. Để từ đó chúng ta không nhìn, không đau đáu ôm chặt lấy cái niềm tin duy nhất này và nghĩ rằng nó là tuyệt đối nữa. Thì khi chúng ta dần dần bước ra khỏi những cái niềm tin này thì chúng ta sẽ dần dần không còn bị nó chi phối. Và dần dần chúng ta sẽ có được một cái lòng từ bi thấu hiểu đối với người khác. Bởi vì những cái gì mình tin, những cái gì mình nghĩ rằng là sự thật tuyệt đối đó, nó có thể không áp dụng với người khác. Bởi vì cái niềm tin của họ, cái sự thật của họ có thể không áp với mình. Thế thì mình cũng sẽ cần phải có cái sự thấu hiểu và từ bi. Đó là hãy để cho người khác sống đúng với niềm tin của họ, hoặc là sống đúng với cái mong ước của họ. Và mình cũng vậy. Thì mình không thể gò ép cả thế giới này và những người xung quanh mình phải trùng khớp với cái niềm tin và kỳ vọng của bản thân mình. Thì điều đó không có nghĩa là chúng ta không có kỳ vọng gì, mà chỉ là chúng ta không bị quằn quại, đau khổ, uất hận, bất mãn khi mà một ai đó, khi mà cái hoàn cảnh không được như ý muốn của mình, và chúng ta nhìn nhận được nhiều góc cạnh của nó và có thể dễ dàng tha thứ và chấp nhận hơn. Vậy niềm tin trong nghiệp, bạn đề cập với niềm tin trong cuộc sống mà mình nói khác gì nhau? Ý bạn là niềm tin tiêu cực và niềm tin tích cực. Thế thì cái mà em muốn nói đến ở đây về nghiệp thì đó là một cái vòng lặp đi lặp lại của những cái niềm tin sai lệch, và nó dẫn đến những cảm xúc tiêu cực, những cái nỗi đau, những cái sự dằn vặt quằn quại, hay là những cái nỗi thống khổ mà chúng ta phải chịu đựng trong cuộc sống, trong nội tâm. Thì thực ra thì nếu như những cái cuộc sống mà hoàn toàn là hạnh phúc, bình yên, tốt đẹp thì thực ra chúng ta cũng chẳng cần phải tìm kiếm bất cứ điều gì cả. Chúng ta cũng không cần có nhiều kỳ vọng, không cần có những cái hoạch định trong tương lai nếu như tất cả mọi thứ hoàn toàn tuyệt đối, tuyệt vời. Và chúng ta cũng không cần phải quan tâm hay là đọc những cái sách vở liên quan đến nghiệp nếu như chúng ta không có sự bất mãn trong cuộc sống, theo kiểu là chúng ta muốn một cái sự tiến hóa, một cái sự tốt đẹp hơn, chúng ta kỳ vọng một cái điều gì đó tốt đẹp hơn. Có nghĩa là khi mà chúng ta cảm thấy rằng cuộc sống của mình có những cái điều tiêu cực, trong nội tâm của mình có những cái nỗi đau, mình đang phải chịu đựng những cái sự việc không như mong muốn, hoặc là những cái sự dằn vặt nội tâm, những cái mâu thuẫn nội tâm, thì cái vòng lặp này, những cái vòng lặp mà dẫn đến những cái nỗi đau, những cái sự dằn vặt này, thì cái này chính là cái cơ chế mà nghiệp nó tạo ra. Thì cái nội dung mà chúng ta trao đổi ở đây, tức là hiểu được cái vòng nghiệp lực và bước ra khỏi được những cái giới hạn trong niềm tin để có thể chuyển hóa được những nỗi đau trở thành bình yên, hạnh phúc hơn. Xin chào mọi người. Hệ thống niềm tin tự thân được xây dựng trên những nền tảng và giá trị nào? Làm sao có thể xây dựng hệ thống niềm tin tự thân đúng đắn, thiện lành và hướng thượng? Thì niềm tin tự thân hay là niềm tin của cá nhân mỗi người ấy, thì được xây dựng từ khi mà chúng ta sinh ra cho đến thời điểm này. Tức là tất cả những cái trải nghiệm mà chúng ta có, tất cả những cái thông tin, những cái kiến thức mà chúng ta tiếp nhận vào cái tâm trí của mình, từ trước khi chúng ta biết nói, từ trước khi chúng ta biết đi, từ trước khi chúng ta biết đọc, biết viết, thì ngay từ những cái tương tác đầu tiên với cha mẹ, với cái môi trường sống xung quanh, rồi là dần dần đó là thầy cô, bạn bè, làng xóm, rồi đồng nghiệp, người thân, thì tất cả những cái trải nghiệm này nó dần dần tạo nên cái bồi đắp vào cái hệ niềm tin của chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy rằng là bố mẹ chúng ta như thế, bố mẹ chúng ta làm như này, nói như thế này, rồi thầy cô, rồi bạn bè, rồi xã hội, rồi những người xung quanh làm như thế này, nói như thế này. Thì khi mà chúng ta cứ tiếp nhận dần những cái thông tin này thì chúng ta bồi đắp dần, và chúng ta
những cái niềm tin rằng là thế giới nó phải như thế. Chúng ta sẽ có những cái phân định rằng là như này là đúng, như này là sai, như này là tốt, như này là xấu, mà chúng ta gọi là nhào nặn cái niềm tin của mình thành một cái hình khối, một cái gọi là hệ giá trị, một cái hệ niềm tin, hệ quy chiếu mà chỉ có chúng ta mới có. Bởi vì nó gọi là personalized từ tất cả những cái trải nghiệm chúng ta đã có từ khi sinh ra đến giờ. Thì làm sao để có thể xây dựng hệ thống niềm tin tự thân đúng đắn, thiện lành và hướng thượng? Thì thực ra chúng ta gần như không thể xây dựng hoàn toàn một cái hệ niềm tin mới. Bởi vì chúng ta đã góp nhặt, chúng ta đã xây dựng dần cái hệ niềm tin, đã nhào nặn nó từ cái lúc chúng ta sinh ra đến tận thời điểm bây giờ, 30, 40, 50 năm v.v. Thì bao nhiêu những cái trải nghiệm mà chúng ta trải qua đó, chúng ta đã góp nhặt, đã tất cả những cái này nó đã tạo nên cái niềm tin tại thời điểm hiện tại. Thế thì cái việc là gọi là xây dựng hoàn toàn mới một cái hệ niềm tin đúng đắn thì có lẽ là không khả thi, mà là chúng ta sẽ gỡ bỏ dần những cái gì không đúng đắn từ cái niềm tin của mình đó, từ cái hệ niềm tin mình đã có đó, đã góp nhặt xây dựng từ bao nhiêu năm nay đó. Chúng ta sẽ gỡ bỏ những cái gì không đúng và những cái gì không không thiện lành, không hướng thượng, chúng ta sẽ gỡ bỏ nó, thì sẽ chỉ còn lại đó là những điều thiện lành, hướng thượng và chân thực hơn, những cái cách nhìn, cách tiếp nhận, cách mà chúng ta thấy về thế giới, về con người sẽ chân thực hơn và sát với bản chất đúng đắn vốn có của thực tế hơn. Mình thấy có rất nhiều câu hỏi, mình sẽ cố gắng để đi qua từng câu hỏi một, đúng không ạ? Dạo này em cứ nghe luật hấp dẫn, vậy luật hấp dẫn với nghiệp có gì giống nhau và khác nhau? Đây là một câu hỏi rất hay. Luật hấp dẫn là một cái chủ đề mà rất là phổ biến ở trong cái gọi là trường phái tâm linh hiện đại. Thì thực ra thì về nghiệp với luật hấp dẫn ấy, thì nó cũng khá là tương tự với nhau. Nó vẫn là liên quan đến cái cách mà chúng ta tiếp nhận, nhìn nhận và phiên dịch về thế giới này và về xã hội này mà thôi. Ví dụ như là khi mà chúng ta, luật hấp dẫn nha, ví dụ như khi mà chúng ta cảm thấy tích cực, vui vẻ thì chúng ta nhìn nhận mọi việc rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Thì cùng một sự việc xảy ra khi mà chúng ta đang ở trong trạng thái vui vẻ, tích cực thì cái sự việc đó dù là có tệ đến mấy, chúng ta cũng dễ dàng có thể tha thứ, dễ dàng có thể bỏ qua, và thậm chí là nó còn không làm ảnh hưởng đến mình. Mình sẽ cũng chỉ cười và bỏ qua nó thôi. Còn khi mà chúng ta đang ở trong cái trạng thái buồn bực, mệt mỏi, tiêu cực, ví dụ thế, thì cái sự việc dù rất là nhỏ thôi, nhưng chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là to tát, và chúng ta cảm thấy nó rất là khó chịu và không thể nào bỏ qua nó được, không thể tha thứ được cho những cái người mà gây ra những cái sự việc nho nhỏ đó. Thế thì khi mà chúng ta tích cực, trong cái cảm xúc tích cực này, trong cái trạng thái hạnh phúc, cân bằng, ví dụ thế, thì tự nhiên mình cảm thấy như là tất cả xung quanh, mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp, thuận lợi. Mà thực ra là nếu nó không thuận lợi, mình chẳng để ý, hoặc là nó không có tác động gì đến mình cho lắm, mình vẫn vui vẻ bình thường. Đấy, thì thực ra cái, đó là cái cách nhìn. Khi mà mình tích cực thì mình sẽ thấy mọi thứ nó dễ dàng, đơn giản, tích cực. Và mình có thể nói rằng là mình cuốn hút những cái điều tích cực đến với cuộc sống của mình. Thì những cái điều tích cực đến với cuộc sống của mình cũng đúng, bởi vì khi mình tích cực, mình vui vẻ, mình thân thiện với mọi người, thì tự nhiên những cái mối quan hệ tốt, những cái sự việc nó sẽ thuận lợi hơn so với việc là mình lúc nào cũng mâu thuẫn, mình cũng phản bác, mình cau có, mình hằn gắt với mọi người, thì đương nhiên là mình sẽ thu hút những cái sự tiêu cực đáp trả lại. Thế nhưng cơ bản nó là cái sự phiên dịch mà mình gọi là tiếp nhận từ thế giới xung quanh. Khi tâm trí của mình, khi cảm xúc của mình tích cực thì mình sẽ nhìn nhận mọi thứ tích cực và mình cảm thấy mọi thứ rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Và vì thế thì luật hấp dẫn hay là nghiệp thì nó cũng đều xuất phát từ cái trạng thái tâm lý, từ cái gọi là state of being, tức là mình trong sâu thẳm, mình cảm nhận như thế nào, mình nhìn nhận như thế nào về thế giới này. Nếu như mình không cảm thấy thất vọng bởi vì thế giới và con người, mọi người không đáp ứng được kỳ vọng của mình, thì mình sẽ nhìn thấy mọi thứ rất là nhẹ nhàng, và mình nhìn thấy những cái vẻ đẹp, những cái sự hoàn hảo trong sự việc, hoàn cảnh, con người, và mình cảm thấy dễ dàng có thể chấp nhận được mọi thứ
với đúng bản chất của nó. Với lại họ nói về việc kết nối tiềm thức là như thế nào? À, đây vẫn là câu hỏi của bạn Chiến Hoàng phải không ạ? Tức là kết nối tiềm thức với lại luật hấp dẫn, với lại nghiệp. Kết nối tiềm thức, tức là cái sức mạnh của tiềm thức này ảnh hưởng đến cái thế giới xung quanh và cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống như thế nào, đúng không ạ? Thì hello, there's a baby, no problem. Mình đang ngồi công viên, có một em bé đang chạy đến muốn ngó xem là mình đang làm gì. Kết nối tiềm thức thì cũng là một cái gọi là trải nghiệm bên trong tạo ra trải nghiệm bên ngoài, đúng không ạ? Vì thực ra thì thế giới này vẫn vận hành, cuộc sống vẫn diễn ra, mọi người vẫn làm việc của họ. Cách chúng ta nhìn nhận thế giới và những cái sự việc và những cái con người đó như thế nào, đó là cách chúng ta tự phiên dịch. Và khi mà chúng ta tự phiên dịch rồi, chúng ta có những cái cảm xúc, những cái cách mà chúng ta sống, cách mà chúng ta đối xử với mọi người và sống giữa cuộc đời này như thế nào, thì sau đó chúng ta sẽ có những cái sự đáp trả lại tương ứng. Nếu như chúng ta cứ vui vẻ và đối đãi tốt với mọi người thì thông thường chúng ta sẽ cảm nhận được rõ những cái sự đáp trả một cách tích cực. Có thể là không phải tất cả, bởi vì là ai cũng đang trong cái quá trình rèn luyện và gọi là trong cái thời kỳ mà đang phải trải qua từng cái giai đoạn tiến hóa, nên là không phải là tất cả mọi người đều có thể đáp trả lại nhau ở một cái trạng thái cao nhất, đó là luôn luôn có một cái sự thiện lành, luôn luôn có một cái sự tích cực. Mọi người cũng đang phải trải qua những cái quá trình mà có thể họ cảm thấy rất khó khăn, ví dụ như là có những cái thời gian mà họ không thể vượt qua được những cái suy nghĩ tiêu cực của chính họ, hay là bản thân họ cũng đang bị giới hạn trong niềm tin giới hạn của mình. Vì vậy nên là dù rằng chúng ta luôn luôn tích cực và đối xử tốt với mọi người cũng không có nghĩa là 100% chúng ta sẽ nhận lại những điều tương tự, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc là chúng ta hãy cứ cố gắng thay đổi, tu sửa chính mình để mà chính chúng ta sẽ tiến hóa và chính mỗi người chúng ta sẽ đóng góp vào một cái xã hội mới mà trong đó cơ bản mọi người đều có một cái tầng nhận thức cao hơn, và vì thế những cái nỗi đau, những cái sự gọi là làm khổ lẫn nhau hay là làm tổn thương lẫn nhau sẽ không còn nhiều như những gì chúng ta đã trải qua trước đây nữa trong lịch sử của nhân loại. Câu hỏi của bạn Lê Vi: em tin rằng những điều chưa phù hợp với mình sẽ được vũ trụ đẩy ra, từ đó vũ trụ sẽ đem đến những điều phù hợp với bản thân mình hơn. Chúng ta cần có một cái niềm tin vào vũ trụ, chúng ta cần có một niềm tin vào sự sống và cuộc đời này. Tuy nhiên, cuộc đời của mỗi người, chúng ta sẽ phải có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Chúng ta sẽ không chỉ là chờ đợi hay là tin tưởng rằng vũ trụ sẽ đẩy những cái điều không tốt ra khỏi chúng ta và sẽ đem đến những điều tốt đẹp cho mình nếu như bản thân chúng ta không thay đổi. Nếu như chúng ta vẫn giữ nguyên cái cách mà chúng ta hành xử, cái cách mà chúng ta phiên dịch, cái cách mà chúng ta đánh giá mọi người, thì có thể là nó có những cái thay đổi nho nhỏ nhưng sẽ rất rất lâu và nó cũng sẽ không thể nào thay đổi toàn diện. Mà chúng ta phải là người có trách nhiệm với chính bản thân mình. Mình phải thay đổi thì cuộc đời mới thay đổi. Mình phải thay đổi thì thế giới xung quanh mình mới có thể tốt đẹp hơn. Niềm tin trong bản thân phải chăng được trao truyền từ kiếp trước? Nghiệp. Niềm tin đó cũng là do xã hội chế định tác động vào ta, gọi là duyên. Tự thân ta, xã hội đều cho đó là đúng và ta tin vậy. Nếu khác vậy sẽ sinh mâu thuẫn tự thân và sinh đau khổ. Niềm tin trong bản thân phải chăng được trao truyền từ kiếp trước? Niềm tin trong bản thân của mỗi người thì nó cũng sẽ được xây dựng nên bởi những cái trải nghiệm của cá nhân trong quá khứ. Quá khứ bao gồm cả kiếp này và cả những kiếp trước. Thì niềm tin đó cũng do xã hội này tác động. Thế thì thực ra ấy, nói về nghiệp hay là cái sự giới hạn trong niềm tin và những cái vòng lặp của những cái đau khổ của xã hội loài người, thì nó sẽ có hai tầng. Đó là tầng cá nhân, nghiệp của cá nhân, và nghiệp cộng hưởng. Nghiệp cộng hưởng có thể là của cả dân tộc, hay là của một đất nước, hay là một châu lục, một màu da, hay là của cả nhân loại này. Nghiệp cộng hưởng này
thì chúng ta sẽ không thể tách biệt ra khỏi nó được. Chúng ta có khả năng để chuyển hóa nghiệp của cá nhân và chúng ta đóng góp cái sự thay đổi này một cách tích cực vào nghiệp của nhân loại. Tuy nhiên khi chúng ta đang là một cá thể giữa cộng đồng, ví dụ như là giữa xã hội Việt Nam hoặc là giữa châu Á, rồi là giữa toàn thể nhân loại này, thì chúng ta vẫn đang sống giữa cộng đồng, sống giữa nhân loại, và cái nghiệp cộng hưởng nó sẽ là nghiệp cộng hưởng của cả nhân loại, và vì thế chúng ta sẽ chưa thể nào dứt ra khỏi được toàn bộ cái nghiệp cộng hưởng này. Nghiệp cộng hưởng ví dụ như này, đó là người Việt Nam thì nghĩ rằng là sau khi kết hôn thì nếu như ly hôn nó là một cái điều không tốt, ví dụ như thế. Và có thể là cái ví dụ phụ nữ sau khi ly hôn thì sẽ khó lấy chồng, đây là một cái niềm tin chung của xã hội chẳng hạn. Có thể bây giờ thay đổi rồi, đây mình lấy ví dụ thôi. Thì cái niềm tin này tạo nên cái nỗi đau khổ cho người phụ nữ. Có thể cái mối quan hệ hôn nhân không tốt đẹp nhưng họ không dám dứt bỏ, bởi vì họ nghĩ rằng là nếu như dứt bỏ khỏi cái cuộc hôn nhân này, họ sẽ bị đánh giá bởi xã hội, họ sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc, họ sẽ không thể đi thêm bước nữa, ví dụ thế. Thì cái niềm tin này tạo bởi cái niềm tin cộng hưởng của xã hội, và bởi thế cái cá nhân này chịu những cái đau khổ đó cho cá nhân mình. Và nếu cái người đó không vượt ra khỏi được những cái niềm tin đó thì họ sẽ cứ cố để mà sống trong cái nỗi đau đó, cái mối quan hệ không tốt đẹp đó một thời gian rất dài, thậm chí cả cuộc đời. Thế và cũng là một cái niềm tin này ở cái cấp độ cộng hưởng, đó là nhìn chung phụ nữ, ví dụ phụ nữ Việt Nam sẽ chịu đựng một cái hôn nhân không tốt đẹp bởi vì có một cái niềm tin cộng hưởng này. Và đây cũng là một cái gọi là nghiệp của dân tộc, nghiệp cộng hưởng, tức là nó là một cái trên diện rộng. Thì khi mà chúng ta có những người nhá, có những cái người phụ nữ mà ví dụ họ dứt ra khỏi được cái niềm tin đó là mình không quan tâm xã hội nói như nào, không quan tâm, miễn là bây giờ mình phải thoát ra khỏi cái mối quan hệ này, thì họ dứt ra khỏi đó được, nhưng mà vẫn bị chịu những cái tác động từ những cái lời gièm pha của xã hội. Và đúng là họ cũng khó mà gặp được một cái người đàn ông mà họ chấp nhận được rằng cái người này đã ly hôn, thì khó mà tìm thấy một cái mối quan hệ mà người ta thực sự tôn trọng mình. Thì đây là một cái sự lại là một cái đau khổ mới mà cái người phụ nữ đó gặp phải, bởi vì chịu tác động bởi cái nghiệp cộng hưởng của xã hội. Dù rằng họ rút ra khỏi được cái niềm tin của họ rằng là tôi có thể ly hôn, tôi có thể sống độc lập một mình, nhưng xã hội lại vẫn đè một cái niềm tin cộng hưởng mà họ phải chịu, và vì thế mà cái đau khổ vẫn còn. Và nếu như họ bị tác động nhiều bởi cái ảnh hưởng từ xã hội này thì cái nỗi đau nó sẽ càng dài và càng lớn. Thì vì vậy là mỗi cá nhân thì đều đang phải chịu cái nghiệp của cá nhân và nghiệp cộng hưởng, hay là những cái niềm tin giới hạn trong cá nhân mỗi người dựa trên cái hoàn cảnh sống cá nhân cộng với lại cái nghiệp cộng hưởng của cả dân tộc, của cả nhân loại nữa. Cảm ơn các bạn đã rất là nhiệt tình đóng góp vào những cái comment rất là hay vào buổi livestream ngày hôm nay. Câu hỏi của bạn Lê Văn Chiến, lối sống chánh niệm, mindfulness có cái nghiệp không ạ? Sống chánh niệm ở đây tức là present awareness in each moment, tức là cái khả năng nhận biết, cái khả năng mà mình quan sát và tỉnh táo ở trong từng phút giây. Thì khi mà chúng ta thực hành mindfulness không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn thoát ra khỏi tất cả những cái vòng lặp trong niềm tin, suy nghĩ và cách hành xử, hay là chúng ta chưa thể nào là thoát ra khỏi tất cả những cái nghiệp mà chúng ta đang mang ở trong chính mình, mà là chúng ta đang dùng mindfulness, tức là cái khả năng quan sát, khả năng tỉnh táo để mà quan sát chính bản thân mình trong từng phút giây, quan sát cái cảm xúc, quan sát suy nghĩ, quan sát những cái lời nói hành động của chính mình, và không bị chi phối, không bị cuốn theo những cái sự việc, những cái hoàn cảnh diễn ra xung quanh mình. Thì cái thực hành chánh niệm hay là mindfulness này nó sẽ giúp cho chúng ta tách biệt ra, lùi lại một bước và trở nên tỉnh táo hơn, có khả năng nha, để mà có thể tách biệt ra khỏi nghiệp lực và có thể có cái sự tỉnh táo để mà chuyển hóa nghiệp. Cảm xúc thực sự có phẩm chất tốt xấu, tích cực tiêu cực hay không? Bản thân sự tự quan sát về bản ngã có thể cho thấy tính không của các sự vật hiện tượng. Vậy mối liên hệ giữa nghiệp hay karma ở thời hiện tại, sự tương quan nào
tới những cảm xúc tự thân hay không? Có những gợi ý nào về cách thay đổi trí tuệ cảm xúc theo hướng chuyển nghiệp hay không? À, câu hỏi này khá dài. Em sẽ trả lời một số phần trong đó. Tức là thực ra ấy, thì cái sự gọi là tốt, xấu, đúng, sai, tích cực, tiêu cực, tất cả đều là những cái nhận định, những cái định nghĩa của chính chúng ta, của loài người mà thôi. Tức là chúng ta tự định nghĩa ra nó. Chúng ta tự gán cho những cái sự vật, hiện tượng, con người cái tính chất nó là tốt hay xấu, đúng hay sai, tích cực hay tiêu cực. Tuy nhiên là có một cái chúng ta có thể tự nhận biết được ở trong chính mình, đó là cái cảm xúc ở trong mình nó mang lại cái cảm giác dễ chịu, tươi đẹp, đầy sức sống, hay là cái cảm giác đó mang lại cái sự tù túng, bất mãn, cảm thấy trùng xuống, mất đi sức sống. Thế thì chúng ta gọi những cái cảm xúc dễ chịu, rồi là thăng hoa, rồi là giàu sức sống đó là tích cực. Và chúng ta gọi những cảm xúc ngược lại là tiêu cực. Thế thì trong quá trình tiến hóa và trong cuộc sống ngay bây giờ, cuộc sống hiện tại, chúng ta sẽ rất dễ dàng có thể thấy được rằng là cảm xúc nào mà chúng ta cảm thấy dễ chịu, chúng ta thích hơn, chúng ta mong muốn có được trong cuộc sống này, chúng ta mong muốn trải nghiệm của chúng ta có nhiều cái cảm xúc đó hơn. Thì chúng ta tạm gọi nó là cảm xúc tích cực và tiêu cực. Thì thực ra nó chỉ là một cái gọi là ngôn từ để mà phân định ra mà thôi. Thì tự chúng ta sẽ cảm nhận được rằng là chúng ta muốn hướng về cái cách sống nào, chúng ta mong muốn trải nghiệm cuộc sống này như thế nào. Thì để mà dùng từ ngữ gọi là tích cực và tiêu cực thì có nghĩa là chúng ta luôn luôn, thông thường nhé, thường thì tất cả chúng ta đều mong muốn hướng về cái sự tích cực và trải nghiệm những cái điều tích cực và cảm nhận những cái điều tích cực trong chính mình, đúng không ạ? Thế thì đây là một cái lựa chọn mà gần như ai, mỗi con người trong lịch sử loài người và mỗi chúng ta trong cái xã hội hiện đại này đều một cách, một lẽ tự nhiên tiến đến. Nó là một cái, như là một cái quy trình tự nhiên của tiến hóa. Tức là chúng ta hướng về những cái điều tốt đẹp, chân thiện mỹ và những cái cảm xúc dễ chịu trong chính mình, và muốn tránh xa những cái điều đau khổ, quằn quại, không tốt đẹp, đúng không ạ? Chết rồi, pin của mình lại báo yếu pin mất rồi. Vậy dịch Covid hiện nay có phải là nghiệp cộng hưởng không? Cái câu hỏi này rất là thú vị. Nó là một cái nghiệp cộng hưởng, nhưng mà có thể là nó sẽ không giống như cái cách hiểu mà bạn đang hỏi. Thì nghiệp cộng hưởng này thì nó không phải là có nghĩa là chúng ta không phải là đang chịu một cái sự trừng phạt. Nghiệp nha, nghiệp không phải là một cái sự trừng phạt của việc là làm sai, làm đúng, rồi là đấng tối cao hay bề trên trừng phạt con người, mà chỉ là do cái cách lựa chọn mà con người hiện đại sống. Ví dụ như là chúng ta từ cái việc là chúng ta tiêu thụ những cái, ví dụ đồ ăn không tốt cho sức khỏe, rồi bao nhiêu năm chúng ta thiếu đi cái sự rèn luyện thể dục thể thao, ví dụ thế, rồi là những cái chất dinh dưỡng mà nó không phù hợp với cơ thể của con người. Thì những cái sự thiếu cân bằng này trong dinh dưỡng, trong sức khỏe, thể chất, trong rèn luyện qua rất là nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều nghìn năm của loài người, nó có thể dẫn đến một cái sự không khỏe mạnh, không cân bằng ở trong thể chất, cơ thể vật lý. Và vì thế mà khi mà có một cái loại virus xuất hiện thì rất là nhiều người bị tác động, bị chịu ảnh hưởng, và rồi là rất là nhiều người bị ảnh hưởng bởi nó. Khi mà lockdown diễn ra ở rất là nhiều nước, rồi là nhiều công ty, nhiều ngành kinh doanh phải đóng cửa, thì chúng ta vốn sống rất là nhanh. Trong nhiều trăm năm qua, con người hiện đại sống rất là nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian cho chính bản thân mình, không có dành thời gian cho những cái điều sâu kín, những cái giá trị khác trong cuộc sống. Mà vì thế có lẽ là đến cái lúc mà nhân loại cần phải sống chậm lại, để nhìn nhận lại, để thay đổi lại những cái thói quen, những cái cách nhìn, những cái cách hành xử. Và cái này gọi là nghiệp cộng hưởng, có nghĩa là một cái điều, những cái giới hạn trong cái cách sống, trong những cái niềm tin, cách hành xử của con người mà chúng ta cần phải thay đổi ở diện rộng. Thế thì nó không có nghĩa là dịch Covid virus là một cái sự trừng phạt cho nhân loại, mà nó chỉ là một cái tác động mà cả nhân loại đều đang bị tác động và cần phải có cái sự chuyển biến. Andy Trần, các câu hỏi rất hay. Cảm ơn các bạn, các câu hỏi rất là hay, và mình vẫn còn thấy có một số câu hỏi nữa.
câu hỏi của Levi, theo chị quá trình trải nghiệm nghiệp sẽ đem lại những mặt tích cực nào cho người đang thực hành? Chị có tin rằng các vật phẩm, công cụ, âm nhạc, suy nghĩ bên trong và thông tin bên ngoài với tần số rung động cao sẽ mang đến sự chuyển hóa nghiệp hay không? Thế thì các cái tần số rung động cao này thì nó sẽ giúp cho chúng ta tĩnh tâm hơn và dễ dàng hòa nhập với lại cái cảm xúc tích cực hơn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có khả năng đó là trải nghiệm những cái cảm xúc tích cực này và có một cái khoảng không gian, thời gian ở trong tâm trí của mình để có thể nhìn nhận và lựa chọn chuyển hóa. Chứ nó không phải là một cái thứ công cụ bên ngoài có thể chuyển hóa giúp cho chúng ta được, mà nó chỉ là tạo một cái không gian, thời gian cho chúng ta có thể nhìn nhận và bắt đầu có cái sự chuyển hóa và rèn luyện trong chính mình mà thôi. Theo chị thì trải nghiệm nghiệp sẽ đem lại những mặt tích cực nào cho người đang thực hành? Thì tất cả những cái trải nghiệm mà chúng ta đang trải nghiệm giữa cuộc đời này đều là những cái trải nghiệm mà chúng ta, mà nó giúp cho chúng ta hình thành và lựa chọn mình sẽ như thế nào trong tương lai. Tức là dựa vào cái trải nghiệm hiện tại, nếu chúng ta thấy rằng nó không vui, không hay, không tốt, không dễ chịu, không tươi đẹp, không có tác dụng gì cho mình và người khác, thì nó sẽ là một cái trải nghiệm giúp chúng ta thay đổi cái mặt đó ở trong tương lai. Có nghĩa là chúng ta sẽ loại bỏ hay là move away, là rời xa những cái gì mà chúng không còn phù hợp. Tức là chúng ta phải trải nghiệm được cả những cái điều tốt, điều xấu, điều tích cực, điều tiêu cực thì chúng ta mới có thể định nghĩa được chúng. Tức là nếu như chúng ta không biết được đau khổ thì chúng ta sẽ không định nghĩa được hạnh phúc. Chúng ta không trải nghiệm được những cái thời gian khó khăn, vật vã thì chúng ta sẽ không trải nghiệm được những cái thời gian mà chúng ta cảm thấy mọi thứ rất là tươi đẹp, ổn thỏa, bình an. Thì tất cả những trải nghiệm này đều rất là quý báu mà con người cần phải trải qua để mà có thể tự mình định hướng cho trải nghiệm tiếp theo trên chặng đường tiến hóa của chính mình. Và những cái trải nghiệm mà chúng ta trải qua đó, nó giúp cho chúng ta nhận định được đâu là điều mà chúng ta mong muốn, đâu là điều mà khiến chúng ta đau khổ, đâu là điều chúng ta mong cầu cho bản thân, gia đình, xã hội, và từ đó mà chúng ta có thể tiến hóa hơn, sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn, có ích hơn và tích cực hơn, nhiều yêu thương hơn trong tương lai, ở kiếp này và cả những kiếp sau. Chào em, bạn nhà chắc đã có những trải nghiệm cá nhân vô giá mới có thể có những chia sẻ tuyệt vời như vậy. Cảm ơn em đã chia sẻ Hành Trình An Yên. Cảm ơn anh. Tất cả những chia sẻ trên page Hành Trình An Yên thì dựa trên mong muốn của bản thân mình, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình đã rút ra trên cái chặng đường của mình khi mà trải qua rất nhiều nỗi đau nội tâm, đặc biệt là 17 năm trầm cảm. Và mình mong muốn rằng những chia sẻ trên page, trên blog hay là trên YouTube sẽ đến được với nhiều người và giúp cho các bạn giảm bớt được những cái đau khổ, những cái dằn vặt quằn quại hay là những cái stress trong cuộc sống, để nhìn nhận cuộc sống một cách khác biệt hơn, tích cực hơn, vượt ra khỏi được những cái nỗi đau, những cái niềm tin trong giới hạn trong chính mình, và chúng ta cùng nhau đóng góp vào một cái xã hội với những cá thể thấu hiểu hơn, tỉnh thức hơn và biết yêu thương, biết trân trọng cuộc đời, biết trân trọng mọi người hơn. Cảm ơn các bạn đã tham gia vào livestream ngày hôm nay, và mình mong rằng nếu như các bạn cảm thấy livestream này có ý nghĩa, hãy chia sẻ với mọi người, và mình mong rằng sẽ gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo, và mong rằng những bài viết trên page và trên blog sẽ giúp ích được cho nhiều người. Mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sắp tới. Chào các bạn.